cũng lúc nó mưa thì được khoảng 3-4 tiếng thôi là có nhiều chỗ là không nhìn được. Nó mưa lâu lắm. Ừ, một cả một vùng thì nó mưa ở đâu đâu nữa. Ờ, nó thành là một vấn đề rất lớn là không đi được.
còn bị phích đi nữa. Mua quý vàng rồi. Ha ha ha.